Một khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh năm nay 60 tuổi có gửi câu hỏi như sau ạ. Tuổi già thì thường ít ngủ nên hay dậy sớm thể dục ngoài trời để tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh nơi tôi sống thời gian gần đây liên tục có cảnh báo ô nhiễm. Vậy nếu muốn tập thể dục thì phải làm thế nào để không nguy hại cho sức khỏe do hít thở phải luồng không khí không tốt? Dạ. Bạn xin mời Phó Giáo sư Tuấn Cảnh hãy chia sẻ cho vị khán giả này ạ. Vâng, không những ở thành phố Hồ Chí Minh mà ngay ở Hà Nội chúng ta thì chúng ta nghe dự báo thì chúng ta cũng nhận được rất là nhiều những cái lời cảnh báo là hiện tại bây giờ đang ô nhiễm và người dân không nên đi ra ngoài, kể cả tập thể dục buổi sáng. Thế thì đây là cái việc mà khuyến cáo mà tôi cho rằng chúng ta phải chấp hành cái việc đó. Nghĩa là nếu mà đã có khuyến cáo là ô nhiễm chúng ta tránh ra bên ngoài thì nhất là những cái bác có tuổi, cao tuổi thì cũng không nên ra ngoài. Tập thể dục chúng ta có thể, tôi thì tập thể dục là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe, chúng ta hãy tập trong nhà hoặc là phải chọn những cái nơi nào mà ít có ô nhiễm. Ví dụ như là ở gần hồ chẳng hạn, mà ở đó được cảnh báo là, được dự báo là cái mức độ ô nhiễm nó thấp, hoặc là ở những cái vùng mà bãi biển chẳng hạn, thì chúng ta nếu mà chúng ta có được cái môi trường thì chúng ta tập, chứ còn nếu không thì chúng ta nên tập trong nhà vậy, để tránh chúng ta lợi bất cập hại, chúng ta lại ra ngoài tập thể dục để hy vọng là tăng cường sức khỏe nhưng mà chúng ta lại hít phải những cái không khí ô nhiễm lại nguy hiểm hơn cho sức khỏe của chúng ta. Vâng, đây cũng là một bài toán khó đúng không ạ? Khi mà ở các thành phố thì chúng ta thấy là cái mật độ xây dựng cũng như phát triển tốc độ một cách khủng khiếp đúng không ạ? Xin được cảm ơn khán giả 60 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, và hy vọng rằng bác cũng đã nhận được những cái lời chia sẻ, những lời khuyên từ phía Phó Giáo sư Tuấn Cảnh.